Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì nhân dịp đầu năm mới Xuân Tân Sửu 2021 á, mình kính chúc gia đình của các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc các bạn. Rồi, thì trong video ngày hôm nay á, mình sẽ tổng hợp tình hình rút tiền các trang web mà mình đã từng làm video giới thiệu cho các bạn ha. Nếu mà trang web mà các bạn đang tham chiến không xuất hiện trong video này có hai trường hợp. Thứ nhất là mình chưa đủ min rút cho nên là trong video này mình không có cập nhật. Thứ hai là trang web đó đã scam rồi. Nếu đã scam á, thì mình sẽ để chữ scam ăn trước ha các bạn. Đây, ví dụ như trường hợp như thế này mình sẽ để chữ scam ăn trước ha. Còn nếu không là mình không đủ, mình chưa đủ min rút, mình chưa có tổng hợp cho nên mình không có để cái trang web đó là mình chưa có biết là scam hay không các bạn. Rồi, ok. Thì mình bắt đầu tiến hành vào tổng hợp tình hình rút tiền cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên muốn tổng hợp tình hình rút tiền đó là trang web Olacity. Thì trang web này xem quảng cáo để kiếm tiền cũng như là tạo cái short link ngắn để kiếm tiền các bạn. Rồi, mình đăng nhập vào bên trong. Ví ok, thì đây là lịch sử rút tiền của mình vào hôm nay các bạn. Các bạn thấy là ngày 12 tháng 12 nè 2021 hay các bạn, và lúc 13 giờ 01 nó đã trả tiền cho mình là 5 USDT ha. Và ở đây nó hỗ hỗ trợ rút tiền về địa chỉ ví là BNDC hay các bạn. Rồi thì mở lịch sử cho các bạn xem. Đây các bạn thấy mình đã được cộng là 5 USDT nữa các bạn vào ngày 12 tháng 12 à, xin lỗi các bạn, là 12 tháng 2 2021 vào lúc 13 giờ 01 phút này Ola City nó trả cho mình nữa các bạn. Rồi người nhận nè, người mã số nè, à, mã số người nhận. Rồi ok, các bạn thấy rất rõ ha. Rồi thì đó là trang web thứ nhất mình muốn tổng hợp tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ hai, đó là trang web AutoFocus. Thì trang web này là kiếm khoảng 24 loại đồng coin các bạn. Trong đó có cả là USDT luôn các bạn. Rồi, thì các loại đồng coin các bạn kiếm thì nằm ở đây. Đó. Rồi, thì bây giờ mình mở lịch sử rút tiền cho các bạn xem. Đây ha các bạn. À, cách cách đây khoảng 10 tiếng. 10 tiếng 48 phút thì mình có rút về là 10.309 Satoshi của đồng ETH, là trang web AutoFocus ha các bạn. Rồi trình mã lịch sử các bạn xem. Đây nè các bạn, AutoFocus nè. Ha, nó trả cho mình ETH nè. Đó, 10.309 ETH nè ha, vào ngày 12 tháng 2 2021 nè. 10.309. Đây nè các bạn, 10.309 nè. Ha, 10 tiếng trước nè. Rồi, thì đó là trang web thứ hai. Mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ ba. Đó, đó là trang web Auto Bitcoin, thì tương tự như trang web là Auto Faucet nãy ha các bạn. Rồi, ok, thì mình đăng nhập vào bên trong. Nó cũng kiếm 24 loại đồ coin ha, và nói chung ra admin luôn ha các bạn. Rồi. Ok. Rồi. Đây, giao diện hoàn toàn giống nhau, cách thức kiếm tiền cũng y chang nhau luôn các bạn. Thì mở lịch sử rút tiền cho các bạn xem. Lịch sử. Đây thì cách đây cũng khoảng 10 tiếng 48 phút thì mình có đặt lệnh rút là 5.266 ETH, ấy xin lỗi, 5.266 Satoshi của ETH ha các bạn. Rồi thì mở lịch sử cho các bạn xem. Đây nè các bạn, Auto Bitcoin nè, nó trả cho mình là 5.266 ETH nè các bạn vào ngày 12 tháng 2 2021. Rồi đây 5.266 ETH Satoshi ETH. Rồi thì đó là trang web thứ ba mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ tư, đó là trang web Auto Claim. Thì tương tự như hai trang web trước á, thì nó cũng giống nhau về phần admin cũng như là giao diện cấu trúc hình thức kiếm tiền các bạn. Thì
Rồi. Đây, hoàn toàn giống nhau ha. Rồi. Mở lịch sử cho bạn xem. Đây nè các bạn, cách đây khoảng 11 tiếng 33 phút thì mình có rút về là 1,6 đó. Đây, 1,6 đó ha các bạn. Rồi, ok. Thì mình mở lịch sử cho bạn xem. Đây các bạn thấy là auto claim nè, mình nó trả cho mình đồng trót nè, 1,6 đót nè ha các bạn. Rất rõ ràng ha. Ok, 12 tháng 2 2021 nè. Rồi, thì đó là trang web thứ tư mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ năm, đó là trang web Crypto Clover. Rồi, thì mình đăng nhập vào bên trong. Rồi, thì mở lịch sử các bạn xem ha. Đây, ở đây thì nó kiếm là bây giờ nó còn chỉ có 4 loại coin ha các bạn. Đó, trong đó thì nó 5 loại coin nó trả bằng quỹ Phoenix Bay ha, DOT, BTC, ETH, DAT và đồng Tron. Thì hôm nay mình có giúp rút về đồng Tron ha các bạn. Thì các bạn thấy nè, cách đây khoảng 11 tiếng trước nè, nó có hiện lên nè, 12 tháng 2 nè, 2021 nè, mình có rút về là 2,1 tron ha các bạn. Rồi thì mở lịch sử cho bạn xem. Đây các bạn thấy nè, Crypto Clover nè, nó trả cho mình là TRX nè các bạn, 2,1 Tron nè, 2,1 TRX nè, vào ngày 12 tháng 2 2021 nè các bạn. Đây, 2,1 Tron đó, 12 tháng 2 2021, cái này khoảng 1 tiếng trước các bạn. Rồi thì đó là trang web thứ năm mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ sáu, đó là web top, đó là trang web top level faucet. Thì trang web này là biến kiếm, mình nhớ không lầm là kiếm hơn 3 loại coin. Mã lịch sử rút tiền cho bạn xem ha. Đây. Đây nè các bạn, hôm nay mình có đặt lệnh rút là cách đây khoảng 11 tiếng trước nè, 12 tháng 2 2021 nè. Mình có đặt lệnh rút là 27.958 Satoshi của đồng LTC. Đây nè các bạn, 27.958 ha. Rồi xin mở lịch sử cho các bạn xem. Đây nè các bạn, top level nè. Nó trả cho mình, nó đọc LTC nè, 27.958 LTC nè, Satoshi của LTC ha, vào ngày 12 tháng 2 2021. Đây, 27.958 Satoshi có là của đồng LTC hết các bạn. Rồi, ok. Thì trang web này là nó kiếm 3 loại coin BTC, DOT và LTC hết các bạn. Rồi, ok. Thì đó là trang web thứ sáu mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ bảy, đó là trang web Lemmer Corner. Trang web này thì kiếm BTC thôi các bạn. Rồi, để mã lịch sử cho các bạn xem. Sử. Đây. Withdraw. Đây ha các bạn. Cách đây khoảng 1 tiếng 30 phút trước á, hình mình có rút về là 0,02 USD. Cái này là nó quy về đồng, nó lấy min rút là USD nhưng mà nó quy về Satoshi ha các bạn. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình mở lịch sử cho các bạn xem. Trang web là Lemmer Corner. Để coi nó trả cho mình bao nhiêu Satoshi. Đây này các bạn, Lemmer Faucet Corner nè. Nó 0,02 tương đương với 54 Satoshi có đồng BTC hết các bạn. Nó vào ngày 12 tháng 2 2021 nè, nó trả cho mình nè.
đó, Claimer, Forsyth Corner nè, ở bên kia là nó quy về đô, ở bên đây nó trả cho mình là nó quy ngược về, ngược lại là Satoshi của đồng BTC là 54 các bạn. Đây, mà đi cái tên ha, Claimer Forsyth Corner. Đây nè các bạn, Claimer Corner nè. Ok ha. Rồi, thì đó là trang web thứ 7 muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 8. Đó là trang web Insato. Thì trang web này cũng kiếm BTC hết các bạn. Lỗi gì? Nó bị lỗi. Ok, sorry các bạn, có chút xíu trục trặc kỹ thuật ha. Do nó nhận username chứ không phải là nhận địa chỉ mail, mà nó lưu là lưu địa chỉ mail hết các bạn. Cho nên là đăng nhập nó bị lỗi. Ok. Rồi thì mình mở cái lịch sử rút tiền các bạn xem. Đây, withdraw history nè. Ok. Như các bạn thấy ha. Như các bạn thấy là ngày 12 tháng 12 nè 2021 nè, giờ giấc vào lúc 3:35 theo giờ của nó ha, mình có rút về là 253 satoshi, chỉ yếu sách bay nó để là hoàn thành nè các bạn. Đây đó thời gian nè, rồi trình mở lịch sử cho các bạn xem. Đây nè các bạn thấy nè, trang web là Insato nè ha, để đem thêm trên nào để cho nó. Đây, các bạn thấy nè, Insato nè. Đó, nó trả cho mình là 253 Satoshi của đồng BTC này ha. Đó, 253 là giờ ngày 12 tháng 12 2021 nè. Rồi. Đây, các bạn thấy rất rõ 253 nè. 12 tháng 12 2021 này các bạn. Rồi. Ok. Thì đó là trang web thứ 8 mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 9. Đó là trang web Forsyth Crypto. Thì đối với những bạn nào đã theo dõi mình từ đầu tới giờ á, thì trang web này các bạn nắm khá là rõ ha. Rồi. Thì hiện nay trang web này nó đang bị lỗi các bạn. Tuy nhiên á thì hồi sáng mình cũng có đặt lệnh rút tiền ha. Có lẽ một khoảng thời gian do cái người lượng người chơi quá đông cho nên là server nó bị lỗi. Thì bây giờ á là ngày mai mình đăng nhập lại thì chắc có lẽ là bình thường ha, thì mình có rút tiền ở trang web này rồi nên mở lịch sử cho các bạn xem. Đây nè các bạn, Forsyth Crypto này ha. Đó, trang web Forsyth Crypto là trang web bị lỗi đó. Đây nè, đó. Vẫn bị lỗi. Hôm nay nè, Forsyth Crypto này mình có rút là 284 Satoshi từ ngày 12 tháng 12 2021 các bạn. Rồi, thì do trang web bị lỗi mình không mở cái lịch sử của trang chủ của nó được, thì mình chỉ có thể cho các bạn xem là Forsyth Crypto nè, 284 Satoshi nó trả cho mình vào ngày 12 tháng 12 2021 nè các bạn. Rồi, ok. Đó là trang web thứ 9 mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 10, đó là trang web DocMy. Đó, thì mình đăng nhập vào bên trong các bạn. Rồi, ok. Trình mã nó sẽ cho các bạn xem. Đây các bạn thấy ha. Mình hôm nay là mình rút về 0,94 đồng tròn nè các bạn. 0,94 nè, đồng tròn nè.
Mày biết phong sách bay nè. Vào 2 giờ 40 phút sáng theo giờ của nó ha các bạn. Rồi, ok, hình báo lịch sử cho các bạn xem. Đây các bạn, trang web Dogmail nè. Đó, nó trả cho mình là 0,94 son nè các bạn. TRX nè, đó 0,94 TRX vào ngày 12 tháng 2 2021 ha. Đây các bạn thấy rất rõ là 0,94 nè các bạn. Đó, ok. Rồi, thì đó là trang web thứ 10 muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 11. Đó là trang web Laven Faucet. Hay trang web này kiếm BTC Dot hoặc là TC các bạn. Rồi, thì mở lịch sử rút tiền cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn thấy rất rõ ha. Vào ngày 12 tháng 2 2021 nè, cách đây vào 2 giờ 47 phút theo giờ của nó ha. Mình có rút về là 20.633 Satoshi của đồng LTC. Đây, 20.633 là đồng Satoshi của LTC ha các bạn. Rồi thì mình mở cái ví của mình cho các bạn xem. Là ven last ven đây các bạn thấy nè, last ven faucet nè, nó trả cho mình là 20.633 satoshi của LTC đó, 20.633 satoshi của LTC vào ngày 12 tháng 2 2021 nè, đó bạn thấy ha, 20.633 nè, đó cái trang web là Laven Faucet nè. Ok, thì đó là trang web thứ 11 muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 12, đó là trang web The Satoshi Faucet. Rồi thì trang web này kiếm BTC hết các bạn, hình như là ngoài BTC còn một số là đồng coin khác nữa. Rồi ok, nó kiếm là 6 loại đồng coin các bạn: BTC, BCH, LTC, TRX, đồng DOT và đồng USDT ha. USDT này nó mới thêm vô các bạn. Rồi thì bây giờ mình mở lịch sử rút tiền cho các bạn xem ha. Đây. Các bạn thấy nè. Cách đây khoảng 11 giờ 11 phút trước á thì mình có đặt lệnh rút là à 111 triệu Satoshi. Chắc đâu đó là tương đương rút về đồng Tron đó các bạn, chắc đâu đó tương đương khoảng 1 Tron đó. Rồi các bạn thấy ha, nó khoảng 1 triệu Satoshi đó, khoảng 1 Tron đó các bạn. Rồi hình mã lịch sử cho các bạn xem ha. Đây nè các bạn. The Satoshi Faucet nè các bạn. Đó, nó trả cho mình là 1,1 Tron nè. Đó. 111 triệu đó các bạn, tức là 1,11 tron nè, TRX nè. Đó ha. Vào ngày 12 tháng 2 2021 nè, các bạn thấy rất rõ ha. Rồi. 1,11. Đây tương đương với 111 triệu Satoshi ở bên đây của đồng anh của đồng TLX nha các bạn. Rồi, ok, đó là trang web thứ 12 muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 13. Đó, thì trang web này kiếm trang web Prodifu. Thì trang web này kiếm ETH trên là TC các bạn. Rồi hình mã lịch sử cho các bạn xem. Rồi đây các bạn thấy nè. Hôm nay mình có rút về là 250 Satoshi của đồng LTC. Đó, thì ngày rút là mình lúc mình rút là hôm nay á, nhưng mà cái ngày của nó bên nước của nó là mới ngày 11 các bạn. Đó. Ok, 250 Satoshi có đồng LTC nè, Lodifu. Đó các bạn thấy ha, Lodifu nè, Faucet nè. Nó trả cho mình là 250 Satoshi có đồng LTC nè ha các bạn. Bạn thấy rất rõ ha, 250 Satoshi có đồng LTC vào ngày 12 tháng 2 2021. Rồi, thì đó là trang web thứ 13 muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 14. Đó là trang web Coinsinh. Trang web này đây. Ok. Rồi, hình mã lịch sử rút tiền cho các bạn xem luôn ha. History nè các bạn. Withdraw.
Rồi ok. Thì ở đây á, cách đây khoảng 10 tiếng trước á, 10 tiếng 54 phút thì mình có đặt lệnh rút tiền ở trang web này. Thì ở đây nó quy rút tiền á là min, nó quy về rút tiền là cái USD các bạn. 0,002 USD. Thì khi các bạn rút về ví PostePay á thì nó sẽ chuyển đổi thành BTC các bạn. Rồi thì để mình mở lịch sử cho các bạn xem. Coi xin. Đây nè các bạn, coi xin nè ha. Nó trả cho mình là 4 Satoshi nè, đó 0,002 USD tương đương với 4 Satoshi vào ngày 12 tháng 2 2021 ha. Rồi, thì đó là trang web thứ 14 mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 15. Đó là trang web Listen. Trang web Listen này chiến khá là ngon các bạn, vì min rút cho nó của nó chỉ có là 1 Satoshi ha. Rồi, thì mình đăng nhập vào bên trong. Rồi, ok. Thì như các bạn thấy nè. Lịch đây, story. Đây nè các bạn, hôm nay mình có rút về là 276 Satoshi. Ha. Đó. Rồi thì lịch sử chỉ có như vậy thôi. Mình mở lịch sử cho các bạn xem trong web listen. Đây ha các bạn. List xin lỗi các bạn là listcoin chứ không phải là listen. Trang web listcoin nè. Nó trả cho mình là 276 Satoshi nè vào ngày 12 tháng 2 2021 ha. Đây 276 Satoshi, cách đây khoảng 11 tiếng trước. Rồi, ok. Thì đó là trang web thứ 15 mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho bạn. Tiếp theo là trang web thứ 16. Đó là trang web BTC Link. Rồi. Thì mình đăng nhập vào bên trong các bạn. Trang web này cũng kiếm BTC thế các bạn. Dạ. Đó các bạn, ở đây đăng nhập nó bị sai nha. Ok. Thì hôm nay mình có rút về là 59 Satoshi nữa các bạn. Đó. Trang web là BTC Licker. Thì mã là sửa cho các bạn xem. Đây ha các bạn, BTC Clicker nè, nó trả cho mình là 59 Satoshi nè vào ngày 12 tháng 2 2021 nè các bạn. Đây cái đây khoảng 11 tiếng trước nè, có để luôn nè, 12 tháng 2 2021 nè, rút về 59 Satoshi ha. Rồi thì đó là trang web thứ 16 mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 17, đó là trang web Acron. Thì bạn nào đã tham chiến với mình, theo dõi video mình từ trước tới giờ thì trang web này khá là lâu ha, rút tiền rồi rất là uy tín ha, tới bây giờ vẫn còn rút tiền được bình thường các bạn. Rồi thì mình mở lịch sử cho các bạn xem luôn. Withdraw nè. Ok, hình như các bạn đã thấy ha. Ở đây á là nó quy đô ha. Là mình rút về 0,02 USD. Khi các bạn rút tiền về ví PostePay á thì nó sẽ tự chuyển USD này thành thành Satoshi ha. Rồi thì mình mở lịch sử cho các bạn xem. Đây nè các bạn, Acron Click nè ha các bạn. Nó trả cho mình là 41 Satoshi ha, 0,002 USD tương đương với 41 Satoshi. Rồi nó vào ngày 12 tháng 2 2021 này ha. Rồi, thì đó là trang web thứ 17 mới cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 18, đó là trang web LTC24. Thì cái tên thì các bạn đã biết là nó kiếm LTC ha các bạn. Rồi, thì mình mở lịch sử cho các bạn xem. Đây. Withdraw. Đây ha các bạn, cách đây khoảng 10 tiếng 49 phút trước á,
mình có rút về là 0,05 USD, ở đây là nó quy vào đồng USD các bạn. Sau khi các bạn rút USD thì nó sẽ tự chuyển thành thành Satoshi của NTC hết các bạn. Rồi ok, trên báo lịch sử các bạn xem là TC 24. Đây nè các bạn, anh là TC 24 nè. Đó, nó trả cho mình là 25.361 Satoshi. Số khá là lớn nha các bạn. 25.361 Satoshi tương ứng với 0,05 đô đó các bạn. Rồi, vào ngày 12 tháng 2 2021 các bạn. Rồi thì đó là trang web thứ 18, mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ 19. Trang web cuối cùng các bạn. Đó là trang web mình vừa giới thiệu cho các bạn cách đây khoảng ít hôm đó. Đây quá. À, trước đó khoảng vài ngày. À đây nè các bạn, đây nè. Trang web CoinBasic nè, là trang web ở đây, cách đây khoảng 1 tuần. Rồi, ok. Thì bây giờ mình cũng đủ mình rút ở trang web này rồi. Rồi, trình mở lịch sử cho các bạn xem luôn ha. Rồi. À, ở đây mình không thấy cái chỗ coi lịch sử, mình đợi chút xíu ha. Rồi ở đây thì mình không thấy cái chỗ để mà xem lịch sử rút tiền ha các bạn. Rồi ok, thì các bạn để ý ha. Mình sử dụng tên trang web các bạn thấy là coi bay nè ha. Rồi. Thì mình qua mở lịch sử cho các bạn xem. Đây là ha các bạn, mình dán cái tên từ bên đây qua đó ha, coi bay nè. Đó. Ok, mình có rút qua là 0,19 TRX nè các bạn. Rất rõ ràng ha, 0,19 nè. TRX nè. Vào ngày 12 tháng 2 2021 ha các bạn. Đây, 12 tháng 2 2021 nè. Rồi, thì đó là trang web cuối cùng mình muốn cập nhật tình hình rút tiền các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video ha các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu các trang web mà để kiếm xem quảng cáo ngắn kiếm tiền á hơn nhiều hơn 19 trang web này á, thì các bạn hãy vào chỗ xem quảng cáo, danh sách xem quảng cáo ngắn các bạn, cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những danh sách khác các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Một lần nữa mình xin chúc các bạn là gia đình các bạn là năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc các bạn. Rồi ok, xin chào tạm biệt các bạn.